Các bạn đang theo dõi video trên kênh Cám Chim Đất Việt. Thank you.
bác đang xem tiếng hót chim họa mi nuôi tại nhà cám chim đất Việt. Và các bạn thân mến, có lẽ là đã 20 phút rồi
Thì clip này Cám Chim Đất Việt xin dừng tại đây. Cảm ơn các bác đã luôn luôn ủng hộ kênh Cám Chim Đất Việt trên YouTube cũng như là trên Facebook, và ủng hộ các sản phẩm cám của Cám Chim Đất Việt. Xin chào tất cả các bác. Xin chia sẻ với các bạn, chú Họ Mi đang nuôi tại nhà rất là đẹp.